Đại nghĩa xin chào bà con cô bác. Xin chào. Một ngày mùa đã đến, nắng hay mưa luôn thơm ngát hương hoa. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mãi ấm thêm vui, khắp muôn nơi rộn rã vang tiếng cười. Vui ngày mới, gia đình bên nhau. Đại nghĩa xin chào bà con cô bác đang đến với chương trình Gõ Tôi Là Số 1. Tuần này điều thú vị nào sẽ diễn ra giữa ba cặp gia đình trẻ? Đặc biệt có một cặp đôi mới chuẩn bị bước vào cánh cửa hôn nhân. Áo sơ mi trắng bước ra tưởng còn đang cắp sách tới trường mà quen bạn trai lén lén gia đình chứ. Cuộc sống hôn nhân dưới góc nhìn đặc biệt của những đôi vợ chồng son sẽ như thế nào? Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt. 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 Đúng không chưa? Đúng không? Lẽ ra sẽ đúng nhiều hơn đó. Mà nhờ từ mà đổi tới đổi lui. Cuối cùng sai từ lưỡi hụt dưa. Dọn dẹp. Dọn dẹp trùng khớp. Tại vì vợ em nấu ăn dở. Vợ em nấu ăn dở. Vợ em nấu ăn dở. Là nấu dở luôn hả? Dạ, dở. Trời ơi, bữa nay dư đại hội vạch mặt vậy. Mời quý khán giả cùng theo dõi những diễn biến hấp dẫn ngay sau đây. Đại nghĩa xin chào bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhãn hàng nước xà vải xốp đánh bay 7 loại mùi khó chịu tới đồng hành cùng với chương trình. Thưa bà con, chúng ta cũng biết rằng là Vợ Tôi Là Số 1 đã trở thành một cái sân chơi cực kỳ quen thuộc và được nhiều bà con yêu thích. Và qua đó thì các chị em đến đây cũng có thể học hỏi lẫn nhau những cái kinh nghiệm chăm sóc cho tổ ấm dễ thương của mình. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ, làm quen với gia đình đầu tiên nhé. Xin được giới thiệu gia đình của Âu Thị Thùy Trang và Võ Trí Thiện đến từ Vĩnh Long. Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay Vợ Tôi Là Số 1 ạ. Dạ, đây là bạn trai của em, Võ Trí Thiện. Mới là bạn trai thôi? Dạ. Chưa có kết hôn? Dạ, chưa ạ. Kể cho anh nghe con ngày xưa sao quen anh này? Tết thì về quê nhà bạn của em á, để là ăn giao thừa. Thì có đông bạn bè lắm, rồi thấy gặp rồi thích, hôm sau rủ đi chơi rồi làm quen tới giờ luôn. Vậy hả? Sắp tới thì tụi em sang năm là tụi em cưới rồi. Nhất là trong gia đình ngày hôm nay, khi mà hai bên sẽ có những cái phần thi cùng với nhau á, mình sẽ có thêm một chút cái cơ hội để mình có thể hiểu nhau nhiều hơn nha. Đó là cặp đôi đầu tiên chưa cưới nha quý vị. Và cặp đôi tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với Bùi Thị Mỹ Linh và Ngô Hùng Cường đến từ An Giang. Chào em. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Thì em tên là Bùi Thị Mỹ Linh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Còn em đến cùng với ông xã em là Ngô Hùng Cường. Công việc hiện tại của ông xã em là nhân viên kinh doanh. Hai vợ chồng đều làm nhân viên một bên văn phòng bên kinh doanh. Dạ. Ha. Rồi đó hai vợ chồng gặp nhau ở đâu? Có phải dạ, trên bàn nhậu giống bên kia không? Dạ không, ở trong trường đại học, trong khi học năm cuối là học môn anh văn. Đến khi ra trường thì ảnh cũng có tỏ tình với em hai ba lần gì đó. Ra trường luôn, đến lúc ra trường luôn. Dạ. Là đeo đuổi suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ mình có bé nào chưa em? Dạ em được một bé hơn 9 tháng rồi. Hơn 9 tháng rồi, chúc mừng em nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai em. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 3, Hồ Ngọc Hân, Lê Phước Lợi đến từ Vĩnh Long. Chào em. Dạ em chào anh Đại Nghĩa. Chào quý vị khán giả. Em tên là Hồ Ngọc Hân, công việc hiện tại của em là nội trợ. Còn chồng em là Phước Lợi, anh làm công nhân ạ. Hồi đó mình ở nhà mình nội trợ, sao gặp ông này vậy? Dạ, ảnh như là ảnh giao hàng gia công lông mi, còn em thì làm. Là quen nhau từ lúc đó luôn. Dạ. Ha. Thích ở ổng cái gì nè? Dạ, lúc ngon đó ngon là... Ngon dày cơm, dày cùi hay sao? Ảnh hiền ạ. Hai vợ chồng nhìn cái gọi là, nhìn thấy có tướng phu thê đó, thấy không? Đậm đậm người, mặt cũng tròn tròn, ăn đời ở kiếp nghe. Dạ. Có bé nào rồi? Dạ, em có hai bé gái. Hai bé gái rồi, dạ. Mấy tuổi rồi em? Dạ, bé lớn em được 2 tuổi, còn bé nhỏ gần 6 tháng. Đó là ba gia đình của ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng khởi động. Ở vòng này thì mỗi gia đình sẽ có 3 câu hỏi trắc nghiệm dành cho hai người. Nếu như mà ý kiến trùng khớp với nhau, câu trả lời khớp luôn thì mình sẽ mang về cho nhà mình 500 điểm. Đầu tiên là gia đình của Trí Thiện với lại Thùy Trang.
chủ đề hẹn hò đúng với cặp đôi này luôn. Lần đầu gặp nhau, bạn gái ấn tượng điều gì nhất ở bạn trai? Đáp án là gì? Vui vẻ đen, vui vẻ trùng khớp. Câu số 2, ngày nào là ngày kỷ niệm đặc biệt nhất của hai bạn? Đáp án, du lịch Bái Đính, du đi Bái Đính, trùng khớp. Câu số 3, điều gì ở Trang khiến Thiện mong muốn được cưới nàng làm vợ? Điều gì ở Trang, ví dụ thấy đẹp, thấy dễ thương, thấy hiền, thấy giỏi giang, tháo vát. Đáp án là gì? Ngoan, chu đáo, vui vẻ, yêu chồng, quan tâm. Ví dụ quan tâm là chu đáo đúng quý vị. Phải có chu đáo mới có cái sự quan tâm dành cho bạn trai của mình. Trùng khớp luôn đó. Nhà mình có 3 câu trùng khớp với nhau, 1.500 điểm. Tiếp theo, gia đình của Mỹ Linh, chủ đề vợ chồng son. Câu số 1, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Đáp án là ở đâu? Đà Lạt. Đà Lạt trùng khớp. Câu 2, chồng có thay đổi gì lớn nhất từ khi cưới nhau? Thay đổi tính tình hay ngoại hình hay gì đó? Đáp án là làm gì chậm hơn, mê điện thoại. Ủa là sao? Làm gì chậm hơn là sao? Dạ, chuẩn bị đi đâu đâu là lâu lắm anh. Mê điện thoại á, cầm điện thoại đi suốt vậy đó. Ghi là cái gì? Mê điện thoại. Còn bên đây ghi là chậm chạp do mê điện thoại. Tính ra là hai câu nó cũng trùng ý với nhau, cho nên vẫn dành cho các em một cái sự trùng khớp ở đây. Câu 3, sở trường của vợ là gì? Nấu ăn hay dọn dẹp chăm sóc nhà cửa? Sở trường của vợ là gì? Chăm sóc, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn gì đó. Đáp án, dọn dẹp. Dọn dẹp trùng khớp. Nhà mình 3 câu trùng khớp, 1.500 điểm. Tiếp theo, gia đình Ngọc Hân, chủ đề cha mẹ trẻ. Mới có bé nhỏ là 6 tháng ha, bé lớn là 2 tuổi. Câu hỏi dành cho các em như sau: chồng hay vợ là người nghiêm khắc với con cái hơn? Đáp án, vợ. Vợ trùng khớp. Thường thấy mẹ là cưng chiều nhiều hơn cha đó chứ. Ba bé cưng bé nhiều hơn à. Em thì dạy bé. Dạ. Cho nên phải có người nghiêm, dạ, người mềm đúng không? Dạ. Câu 2, khi con bướng bỉnh, vợ sẽ dạy con bằng cách nào? Rồi, có đáp án chưa? Cho anh xem. Không nhớ. Bên đây, la và nói cho con nghe. Vậy là không trùng khớp nha. Lúc vợ em dạy con, em có đó không? Dạ không, em đi làm không ạ. À, đi làm, cho nên là ghi là không có nhớ ha. Câu số 3 nè. Hai vợ chồng cảm thấy áp lực nhất về điều gì trong việc nuôi dạy con? Đáp án là giữ con. Không có, lại không trùng khớp rồi. Thân, em nói là không có áp lực gì hết hả? Dạ cũng ít anh, giữ con thì cũng có. Nhưng mà như là em ít hơn. Còn ảnh thì đi làm không à. Nên không có giữ con nhiều. À bởi dạ, vậy cho nên là câu này cả hai người lại không trùng khớp với nhau ha. Rất là tiếc. Nhà mình chỉ có một câu trùng khớp thôi, 500 điểm. Như vậy là ở vòng thi này, gia đình của Trang và Linh là có điểm cao nhất. Cho nên là các bạn sẽ được tiến xuống một bước. Giờ Trang trước nè, chọn ô bên nào? Dạ em chọn bên phải. Mời em bên phải. Bên phải sáng đèn. Và Trang sẽ nhận được sản phẩm là một cái bếp từ. Còn Linh? Dạ em chọn bên trái. Mời em bên trái. Bên trái cũng sáng đèn luôn. Và Linh sẽ nhận được sản phẩm là một cái nồi áp suất. Điểm số các gia đình như sau: Thùy Trang 1.500 điểm, Mỹ Linh 1.500 điểm và Ngọc Hân 500 điểm. Còn bây giờ thì ba ông chồng chuẩn bị sẵn sàng vô phụ cho vợ của mình để vượt qua vòng thi thứ hai này. Đây là một thử thách, một trò chơi mà chương trình sẽ đề ra cho các gia đình. Vòng thi mang tên Đồng Lòng Vượt Khó. Vòng thi thứ hai, chúng ta hãy xem thử coi lần này thì chương trình sẽ mang đến thử thách như thế nào cho các gia đình nha. Xin mời. Thử thách có tên là cân rau củ quả. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Ở đây chúng ta có một cái mâm, ở trong đó có nhiều loại rau củ quả khác nhau. Các bạn sẽ dùng tay cầm lên để ước lượng coi cái cân nặng của nó như thế nào và sắp xếp theo thứ tự từ nhẹ nhất cho đến nặng nhất.
sẽ cầm thử. Còn hai cái đó đây vậy. Để chồng coi lại cái này. Cái trái bí này nó sẽ cái trái dưa hấu rồi. Để thấy sao? Để gì đi. Rồi, cầm thử đi mới biết được. Được chưa, chắc chưa? Dạ được rồi. Lẽ ra sẽ đúng nhiều hơn đó, mà nhờ cái sự đổi tới đổi lui cuối cùng sai từ lưu hột dưa. Trái táo nằm ở vị trí số 1 này là sai. Trái táo là 204g nha. Trái lựu nặng hơn mà để ở vị trí này sai luôn. Trời ơi, trái ổi nó nhẹ hển vậy đó mà nghĩ sao để đây vậy trời. Nè, cầm trái ổi với trái lựu lên coi. Trái ổi nó phải nằm ở đây, 199g. Trái táo nằm ở đây mới đúng, 204g. Trái lựu nằm ở đây mới đúng, 226g nha. Coi như ba cái này là sai nè, đó, để ra ngoài. Thứ tư, bông súng. Để vị trí này, chính xác. Bông súng nặng 362g. Tiếp theo, trái khóm nằm ở đây, sai nha. Trái khóm này là 1032g. Dưa hấu nằm ở đây, sai luôn nha. Dưa này em để bí đỏ ở đây phải không? Bí đỏ nằm đây, sai luôn nha. Dưa lưới, chính xác, đúng được cái dưa lưới. Bí đỏ là 902g, phải nằm ở đây. Tiếp theo sẽ là khóm, 1032g nằm ở đây. Dưa hấu 1147g nằm ở đây. Đó, nãy là hai cái này đúng rồi. Tráo tới tráo lui cái nó sai. Đó. Và như vậy là nhà mình đúng được hai món, để ra ngoài cho dễ. Nhà mình đúng được dưa lưới với bông súng, hai món thôi. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo gia đình của Ngọc Hân, mời các em bắt đầu. Nhanh nè, nhanh nè, mình di chuyển cái nhanh gọn lẹ nè. Đó, bưng cái mâm qua đây luôn. Đó, cầm luôn. Cái cam nhẹ, cái cam nhẹ hơn. Xong chưa? Dạ rồi. Không cần kiểm tra lại luôn hả? Rồi, chắc ăn, chốt thời gian. Nhanh ha. Ủa, có hay đi chợ không em, sao rành dạ vậy? Dạ có. Ờ, hèn chi cầm lên cái để vô đúng rồi vậy đó. Củ dền để ngay vị trí nhẹ nhất. Chính xác, ghê chưa? Củ dền 226g. Tiếp theo trái cam để ở đây, đúng luôn. 239g. Tiếp theo củ sắn để ở đây. Dạ đúng. 280g. Tiếp theo mướp để đây, sai nha. Phải có cái sai chứ, không lẽ mình như chính xác từng ly từng tí, đâu phải. Mướp để đây là sai nha. Tiếp theo su hào để đây, sai luôn nha. Hai cái này nó phải đổi vị trí cho nhau mới đúng. Đó, su hào phải nằm ở đây vì su hào là 309, mướp là 316g. Thanh long để ở đây, chính xác, 557g. Bắp cải và ngó sen sắp đúng rồi đó. Chỉ có sai vị trí của hai cái này thôi nha quý vị. Được 6 món, chúc mừng các em. Mà thời gian rất ngắn nữa. Mời gia đình còn lại. Dạ. Bắt đầu. Lấy qua đây luôn đi. Ờ đó, bưng qua luôn. Cái làm tôi nào nặng nhất đi. Cái này nhẹ rồi. Hay quá, cầm thử như đúng rồi vậy đó. Không biết luôn. Cái này nặng hơn. Cái này nào nặng hơn em? Kiểm tra lại nha. Sao mà khó vậy? Cái này đi. Cái này nặng hơn.
chết. Vừa có nước nha. Để em cầm chết rồi. Chết. Thôi về đây đi. Rồi chưa? Ê, chết chưa? Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt. 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 Đúng không chưa mấy cô? Mấy cô có cầm đâu biết. Bí ngòi đặt ở vị trí này. Chính xác. Yeah. Cái bí ngòi là 285g. Tiếp theo, cái bầu để ở vị trí này. Chính xác. Yeah. 409g. Đậu đũa ở đây. Đúng luôn, 435g. Tiếp theo, bí đao với đu đủ. Chính xác, 497 vàng. Nãy vụ này đổi qua đổi lại phải không? Hai vị trí này đúng luôn. Yes. Và dĩ nhiên cái bữa là đúng luôn quý vị. Hai cái này đúng vị trí thì bữa nó cũng sẽ đúng. Chúc mừng. Rồi, mời các bạn về chỗ. Yeah. Kết thúc vòng thi thứ hai, gia đình mà có điểm số cao nhất là do họ sắp xếp đúng 100% thứ tự của các loại rau củ quả luôn. Đó chính là gia đình của Trang và Thiện. Dĩ nhiên sẽ mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Tiếp theo là gia đình của Hân với tất cả là 6 loại đúng. Và nhà mình nhận được 1.500 điểm. Và cuối cùng là gia đình của Mỹ Linh 1.000 điểm. Như vậy là Trang sẽ được tiến xuống một ô. Em chọn ô bên nào? Dạ em chọn bên phải. Bên phải, mời em. Và bên phải không có đèn. Điểm số của ba gia đình như sau: Thùy Trang 3.500 điểm, Mỹ Linh 2.500 điểm, Ngọc Hân 2.000 điểm. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ ba, tâm đầu ý hợp. Đầu tiên sẽ là gia đình của Hân. Mời em nhìn lên màn hình. Nhãn hàng Shop là phần quà dành cho gia đình của chúng ta. Chủ đề ngày kỷ niệm bắt đầu. Có hai đời nha anh, người ta cưới lâu rồi mà người ta muốn tái lại thì nói sao? Hấp hôn. Đúng rồi. Có hai đời con mình vừa làm từ tổ chức cái gì? Sinh nhật. Đúng rồi. Như người già rồi á thì người ta thường tổ chức cái gì anh? Mừng tuổi. Mừng đúng, đúng rồi. Ra trường rồi thì làm lễ. Rồi trùng cốp từ quá rồi. Có bốn từ nha. Như để trong lòng là kia là gì sao? Em diễn tan đậm của hành động đó là gì? Làm sao? Như mình... Cái từ đó đó. Ghi là ghi đúng rồi. Nhưng mà đó là năm thứ ba nha. Anh ba của... ba của thằng Bi tên gì? Tâm. Đúng rồi, là hai từ cuối nha. Dắt nước dừa để lấy cái gì? Đúng rồi, ba đó là... Tâm. Đúng. Diễn tả đúng kiểu miền Tây. Dắt nước dừa lấy cái gì? Lấy nước cốt. Hấp hôn, mừng thọ, sinh nhật, khắc cốt, ghi tâm. 2.000 điểm dành cho nhà của chúng ta. Tiếp theo gia đình của Thùy Trang và Thiện. Đó là nhãn hàng Shop, phần quà của gia đình chúng ta. Chủ đề du lịch. Thời gian bắt đầu. Có hai từ. Cái gì mà để mình có cái đó mình mới vô check in được? Đặt vé. Rồi nếu mà muốn đi du lịch thì phải có cái gì? Phải gửi cái gì? Vali. Tắm từ ra chia ra. Cái cọng gì xanh xanh tắt ra. Cái cọng gì mà... Hành phi. Đúng từ đầu thôi. Còn cái từ sau là Hành gì? Lấy hành phi. Rồi cái từ sau cũng hai từ. Bình thường mà anh chuẩn bị đi đá banh thì anh sẽ làm gì? Cái từ đầu tiên. Khởi động. Đúng chữ khởi. Là cái nãy mới kéo cái chữ. Mình vừa mới trả lời xong đó. Cái gì? Hành. Ba từ. Mình thích đi đâu? Đi du lịch. Giống như kiểu đi phượt vậy đó, là du lịch gì? Du lịch bụi. Bốn từ. Ví dụ như cái gì mà còn nhỏ là kêu cái gì? Còn trẻ. Không phải. Cái gì non. Mà em... đúng. Nó hữu tình. Trời ơi, vô được cái chữ non. Cái non nước hữu tình. Chính xác cả 5 từ quá 2.500 điểm. Yeah.
Tiếp theo là gia đình của Mỹ Linh. Chủ đề gắn kết gia đình. Mời em. Trước khi ăn cơm phải làm gì? Vô bếp. Vô bếp mà bật lửa lên làm gì? Nấu ăn. Cái gì buồn là mình vui chơi. Đúng rồi. Mấy từ. Rồi rồi. Mình làm gì là cái gì? Mình bước á. Đi. Đúng rồi. Không gió này kia. Mình đi ngoài đường thôi, mình nắm tay nhau, mình đi ngoài đường thôi gọi là gì? Đi dạo. Đúng rồi. Đúng rồi. Tết thì mình thường làm mấy cái gì? Mấy từ giờ? 3 từ. Rồi. Tết thì mình thường làm cái gì? Đi chúc Tết. Đúng từ đầu rồi. Chúc ngủ ngon rồi. Đúng rồi. Dạ. Ở ngoài cái không khí mình gọi là cái gì? Thiên nhiên. Chứ là em cũng bị phạm quy cái chữ ngoài rồi. Cho nên là mình đoán được tất cả là 4 từ khóa, 2.000 điểm. Rồi, mời mọi người về vị trí. Kết thúc vòng thi thứ 3, gia đình của Trang là được 5 từ khóa. Cho nên em sẽ được tiến xuống một ô. Mời em. Dạ, em tiến xuống bên phải. Mời em bên phải. Bên phải sáng đèn. Và em sẽ nhận được sản phẩm là một cái quạt máy. Điểm số của ba gia đình như sau: Thùy Trang 6.000 điểm, Mỹ Linh 4.500 điểm và Ngọc Hân 4.000 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ chia tay với gia đình Ngọc Hân. Các em sẽ ra về với giải thưởng là 4 triệu đồng. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt. Nhanh tay đáp lẽ. Thưa bà con, chúng ta đang ở vòng thi cuối cùng, nhanh tay đáp lẹ. Vòng này có 5 câu hỏi và 3 câu đầu thì hai người chơi của chúng ta có thể là cược tối đa là 1.000 điểm nha. Chủ đề đầu tiên là nội trợ. Linh cược nhiêu em? Dạ 1.000 điểm ạ. Trang? Dạ 1.000. Câu hỏi: để chọn cà chua tươi và sạch, không nên chọn quả còn cành hay không còn cành? Mời Trang. Dạ còn ạ. Chính xác. Cà chua sạch chín tự nhiên sẽ rụng khỏi cây và thường có màu đỏ đều, vỏ quả căng mọng, có nhũ lấm tấm. Ngược lại, nếu vẫn hơi xanh hoặc còn bám vào cành, chứng tỏ cà chua đã bị cắt bỏ trước khi chín và phải chín ép. Những quả cà chua này có rất ít vitamin và các thành phần hữu ích. Câu số 2, chủ đề sức khỏe, mời Linh. Dạ em là cược 1.000 điểm ạ. Trang. Dạ em cũng vậy. Nên uống cà phê vào thời điểm nào trong ngày để tốt nhất cho sức khỏe? Sáng sớm, gần trưa hay cuối buổi chiều? Mời Linh. Dạ buổi trưa á anh. Em muốn bổ sung hả? Để cho ông chồng nói một cái nè. Dạ em nghĩ là buổi trưa là cái giờ mà sau khi mình làm việc xong á, cái cảm giác nó mệt và buồn thì thường thường người ta sẽ uống cà phê. Còn buổi tối thì không tốt nha. Là hức cắn phải không? Dạ đúng rồi. Đáp án của em đưa ra thì chính xác. Trong cơ thể, cortisol là một loại hormone căng thẳng và có xu hướng đạt đỉnh trong khoảng từ 8 giờ cho đến 9 giờ sáng. Nếu uống cà phê vào cái thời điểm này, mức độ căng thẳng có thể tăng lên vì caffeine trong cà phê có thể làm tăng lượng cortisol. Nên uống cà phê trong khoảng thời gian gần trưa, tức là từ 10 cho đến 11 giờ rưỡi thì sẽ có lợi cho sức khỏe hơn, sẽ giúp cơ thể tỉnh táo, ít gặp tình trạng căng thẳng. Câu số 3, chủ đề dinh dưỡng, mời em đặt cược. Linh. Dạ 1.000 điểm ạ. Trang. Dạ 1.000. Thịt bò hay thịt trâu chứa lượng sắt nhiều hơn? Mời Linh. Thế anh là thịt trâu. Đây là đáp án. Em có thịt trâu chưa? Dạ em có ăn rồi mà ít. Ít mà có ăn phải không? Dạ. Đáp án này chính xác. Thịt bò thường thông dụng hơn thịt trâu nhưng thực chất giá trị dinh dưỡng của chúng đều như nhau. Thậm chí theo phân tích của các nhà dinh dưỡng, lượng sắt có trong thịt trâu lại hơn hẳn thịt bò. Hơn nữa, thịt trâu lại tốt hơn thịt bò bởi có ưu điểm ít mỡ hơn thịt bò. Trong thịt trâu chỉ có 1.6-5.6% mỡ, so với thịt bò là 10-22%. Chúng ta xem điểm số nha. Thùy Trang đang có 7.000 điểm và Mỹ Linh đang bám sát với 6.500 điểm nha. Câu này các em có thể đặt cược hơn nữa nếu muốn chủ đề mẹo vặt. Trang. Dạ em một nửa. Phân nửa. Linh. Dạ em phân nửa. Để tránh tình trạng rát tay khi sắc ớt, nên thoa lên tay một ít giấm hay chanh? Mời Trang.
bình thường em thấy mấy người em nhớ xong rồi là lúc mà làm đồ ăn ở nhà đám tiệc đó thì hình như là có thoa giấm. Có thoa miếng giấm lên. Dạ. Đây là đáp án. Chính xác. Giấm và rượu sẽ giúp làm giảm độ nóng của ớt khi tay bạn tiếp xúc trực tiếp với cái loại gia vị này và giúp cho tay không bị nóng rát khi sắc ớt. Câu số 5, chủ đề thực hành. Cược bao nhiêu Trang? 3.000 gì đó. Chơi lớn luôn, 5.000 luôn. Ok. Em. Dạ em phân nửa. Rồi, mời các bạn xem hình. Gỏi cá mè, gỏi cá mai, gỏi bồn bồn. Hãy phân biệt đâu là những món gỏi đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam. Sao dạ, Trang? Dạ đáp án của em là gỏi bồn bồn. Dạ là của miền Nam. Miền Nam. Gỏi cá mai là của miền Trung. Còn gỏi cá mè là miền của Bắc. Em dạ. Có từng ăn qua những loại gỏi này chưa? Dạ em có ăn hai loại là gỏi bồn bồn và gỏi cá mai. Trang biết gỏi bồn bồn vì có ăn ở đám tiệc ở nhà. Ăn gỏi cá mai ăn rồi luôn. Gỏi cá mè chưa ăn. Dùng phương pháp loại trừ để sắp xếp. Gỏi cá mè là miền Bắc, gỏi cá mai là miền Trung, gỏi bồn bồn là miền Nam. Vậy thì vỗ tay chính xác. Gỏi hay còn gọi là nộm là món ăn hấp dẫn trong nền ẩm thực của Việt Nam nói chung và ba miền Bắc Trung Nam nói riêng. Và dựa vào văn hóa ẩm thực mà từng vùng miền có những món gỏi đặc trưng riêng. Ví dụ như là ở miền Bắc sẽ có gỏi cá mè, miền Trung sẽ là gỏi cá mai. Và miền Nam thì quá quen thuộc với cái món gỏi bồn bồn. Thùy Trang 15.500 điểm, Mỹ Linh 6.500 điểm. Chúc mừng gia đình của Thùy Trang, mời hai em tiến lên phía trước và tạm chia tay với Mỹ Linh tại đây nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Mà cái điều nó cũng thú vị là bởi vì hôm nay cái cặp này là cặp duy nhất trong ba gia đình là chưa kết hôn. Giờ vui hơn nữa nè. Vui hơn thì là mình sẽ có một mớ sản phẩm của nhà tài trợ. Dạ. Không biết nhiêu nha, tùy vào cân nặng của em. Bắt đầu. Trời ơi, một phát ăn ngay. Và bây giờ mời hai gia đình còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, về ba là gia đình của Ngọc Hân với giải thưởng là 4 triệu đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Mỹ Linh giải thưởng là 6.500.000 đồng và sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của Thùy Trang giải thưởng 15.500.000 đồng và sản phẩm của nhà tài trợ. Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng shop đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày thứ hai lúc 16:30 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại. Bà con ơi, có vui không nào? Hey! Xin chào các gia đình thân mến đã đến đây tham gia chương trình này. Trò chơi này rất hay.